Năm 2024, Trung Quốc bước vào hạ nguyên cửu vận, dịch bệnh quay trở lại. Năm 2024 trong chớp mắt đã đến, theo Huyền Không Phong Thủy Học, năm 2024 có thể nói là một năm phi thường. Bởi vì Trung Quốc sẽ chính thức bước vào hạ nguyên cửu vận của tam nguyên cửu vận, vận mệnh của thế giới trong 20 năm tới sẽ có những thay đổi to lớn. Một số thầy mệnh Lý Hồng Công thậm chí còn cho rằng, đợt tái bùng phát dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc đại lục có liên quan đến nó. Trong giai đoạn đặc biệt này, con người sẽ phải đối mặt với những cơ hội, thách thức nào và chúng ta có thể làm gì để xu cát tị hung hoặc là gặp hung hóa cát. Video hôm nay sẽ cùng Lý giải về điều này. Tam nguyên cửu vận. Nhiều khán giả có thể hiếu kỳ tam nguyên cửu vận này là ý tứ gì. Các nhà chiêm tinh cổ đại thông qua quan sát hệ mặt trời đã phát hiện sao thổ và sao mộc cứ cách 20 năm lại gặp nhau một lần và nằm trên một đường thẳng. Và khi hai ngôi sao này gặp nhau trên trái đất thường sẽ phát sinh một số thảm họa địa chất và thiên tai lớn. Không chỉ vậy, hành vi của con người cũng rõ ràng xuất hiện một số phản ứng dị thường. Hơn nữa, người xưa còn phát hiện sao thổ, sao mộc và sao thủy sẽ gặp nhau trên một đường thẳng cứ sau 60 năm và cứ sau 180 năm. 9 hành tinh lớn trong hệ mặt trời sẽ nằm về cùng một phía của mặt trời, phân bố ở bên trong một hình quạt nhỏ, hình thành sự hội họp lớn của 9 đại hành tinh. Người xưa gọi đó là cửu tinh liên châu, mà loại vận hành thiên thể này cũng tuần hoàn lặp đi lặp lại rất có quy luật, vĩnh viễn không thay đổi. Sau khi phát hiện ra quy luật vận hành thiên thể đặc biệt này, người xưa cũng sáng tạo ra thể hệ tam nguyên cửu vận để phân chia thời gian, bói toán hung cát của nhân gian. Trong thể hệ này, cứ 180 năm là một chính nguyên, cứ 60 năm lại chia thành thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, đây chính là tam nguyên trong tam nguyên cửu vận. Về phần cửu vận, mỗi một nguyên trong tam nguyên được phân thành tam vận, tổng cộng lại với nhau là 9, gọi là cửu vận. Và mỗi vận đều có quan hệ đối ứng với bắt đầu cửu tinh. Tam nguyên cửu vận thời cận đại. Tam nguyên cửu vận là vị trí hiện tại của chúng ta, bắt đầu từ năm 1864 sau công nguyên. Mãi đến năm 2043 mới kết thúc. Chúng ta đừng nói về tương lai xa, mà hãy nhìn lại hạ nguyên bát vận hiện tại, tức là khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2023. Bát vận là sao tả phụ làm chủ vận. Sao tả phụ này được coi là đại tài tinh, đại cát tinh. Còn ngũ hành đối ứng với bát vận thuộc thổ. Vì vậy một số thầy mệnh lý cho rằng điều này có nghĩa là những người làm nghề thuộc thổ sẽ phát triển mạnh. Vậy ngành nào thuộc về thổ, địa ốc? Bây giờ nhìn lại, có vẻ như 20 năm này xác thực là thời kỳ phát triển thần tốc của ngành bất động sản, với giá nhà đất liên tục tăng cao. Chính quyền địa phương không còn phát triển công nghiệp nữa, họ hợp tác với các chủ đầu tư, ngân hàng để bán đất, đầu cơ bất động sản, lợi dụng vận thế của bát vận để liên tục đẩy giá nhà lên cao. Tuy nhiên, đây lại là một nỗi khổ đối với người dân phổ thông ở Trung Quốc. Một cặp vợ chồng phải dốc giống túi cha mẹ và túi riêng của họ mới có thể mua được một căn nhà, trở thành nô lệ của căn nhà, làm việc cho ngân hàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào bất động sản cũng như vậy. Trong 20 năm thì 5 năm đầu khởi vận, 10 năm giữa hưng thịnh, 5 năm cuối thoái vận, ngành bất động sản đạt đỉnh cao vào khoảng năm 2014, sau đó bắt đầu dần dần suy thoái. Một thầy phong thủy nghiên cứu cụ thể về hoạt động đầu tư bất động sản của Lý Gia Thành ở Trung Quốc đại lục cảm thán rằng bên cạnh ông ấy nhất định phải có cao nhân chỉ điểm. Tại sao nói như vậy? Vào những năm 1990, khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc đại lục, Lý Gia Thành bắt đầu ồ ạt tiến quân vào thị trường Trung Quốc đại lục, trở thành nhà đầu tư lớn nhất Hồng Kông tại đại lục. Năm 2004 và 2005, Lý Gia Thành bắt đầu nhanh chóng tích trữ đất đai. Từ năm 2010 đến 2012 lại có một loạt hành động ôm đất. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2013, Lý Gia Thành bắt đầu bán tháo các dự án bất động sản, trong khi mà bất động sản đại lục vẫn đang bùng nổ. Cho đến hôm nay, 10 năm sau, ai cũng không thể không cảm thán rằng Lý Gia Thành có tầm nhìn xa, chạy rất nhanh, hiện tại muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, tìm được người mua lại cũng khó. Ngay cả những công ty bất động sản hàng đầu như Evergrande và Bích Quế Viên cũng thường xuyên gặp phải dông bão, để lại hàng đống những tòa nhà dang dở, khiến các chủ sở hữu phải tự sinh tự diệt. Tại các thành phố hạng nhất như Thượng Hải và Bắc Kinh, giá nhà đất đã giảm mạnh, ngành bất động sản còn có thể hoạt động tốt không?
Lý Gia Thành đã sớm rút lui khỏi ngành bất động sản Trung Quốc. Điều này có bao nhiêu là do ông minh bạch vận thế tam nguyên cửu vận, biết đạo lý doanh mãn ắt mất, thịnh cực tất suy, và có bao nhiêu là nhờ khiếu giác chính trị sắc sảo của ông. Người thấy gió đang thổi sai hướng, không sẵn lòng đi theo bước chân tận thế của nhà lãnh đạo đảng hiện nhiệm. Tuy nhiên, người Trung Quốc tin vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hết thảy đều không có gì là ngẫu nhiên. Đôi khi, người ta nhìn thấy một số người ác độc vô cùng mà lại được sống rất tiêu diêu tự tại, muốn gì được nấy, họ không hiểu vì sao. Họ đâu biết rằng vì thiên thời chưa đến, cũng giống như mọi người thường nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, mà thời gian chưa tới. Vận mệnh của một cá nhân, sự thịnh suy của một sản nghiệp, thậm chí sự hưng vong của một quốc gia đều không thể đào thoát khỏi quy luật này. Vậy thì, hạ nguyên cửu vận bắt đầu từ năm 2024 sẽ mang đến cho chúng ta những thay đổi gì? Hạ nguyên cửu vận, ngôi sao chủ tể từ năm 2024 đến năm 2043 là sao Hữu Bật. Ngôi sao này được coi là các hung tham bán, tức là nửa tốt nửa xấu. Quẻ tượng của nó là quẻ ly, ngũ hành đối ứng thuộc về hỏa. Vì vậy, những ngành nghề phù hợp với nguyên tố hỏa sẽ khởi vận. Hỏa trong ngũ hành đại biểu một loại sự vật tốc độ nhanh, chóng vánh. Vì vậy, một số ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, thông tin điện tử, năng lượng mới và các ngành công nghiệp khác sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng. Hỏa còn tượng trưng cho văn minh và văn hóa, nên trong 20 năm tới, văn hóa sẽ phồn vinh, có lẽ sẽ xuất hiện một thời kỳ văn nghệ phục hưng mới. Bởi vì sau cửu vận là nhất vận, ý vị một chu kỳ mới lại bắt đầu, do đó nó cũng đại biểu cho việc phục hồi cổ đại. Vì vậy, văn hóa truyền thống trong cửu vận sẽ được phục hưng mạnh mẽ, bao gồm các hình thức nghệ thuật truyền thống, trung y, kiến trúc phong cách cổ, văn hóa trà, kỹ thuật chế tác cổ xưa. Quẻ ly đối ứng trong ngũ tạng là tim. Vì thế trong cửu vận, mọi người sẽ chú ý hơn đến tâm linh. Người ta bắt đầu tìm kiếm lực lượng tinh thần, sự trưởng thành tâm linh sẽ được coi trọng. Vì thế, tư vấn tâm lý, phân tích mệnh lý, chữa bệnh bằng tâm linh, tu hành tôn giáo, nghiên cứu kinh dịch đều rất có triển vọng phát triển lớn. Ngoài ra, ly là lệ, ly là chỉ, gà lôi, bác quái đại biểu chu tước, tức là chim hồng tước. Chim hồng tước là loài chim cực kỳ mỹ lệ, thời cổ đại được gọi là chim thần. Vì vậy, trong cửu vận, nhu cầu về mỹ cảm của con người càng ngày càng cao. Sự cạnh tranh về hình thức ngoại quan của sản phẩm sẽ trở nên kịch liệt hơn. Sẽ có cơ hội phát triển cho các ngành liên quan đến làm đẹp như phẫu thuật thẩm mỹ, thiết kế mỹ thuật, truyền thông điện ảnh và truyền hình, hội họa nghệ thuật, vân vân. Không biết có quý vị khán giả nào đang tham gia vào lĩnh vực này không? Quý vị có thể trau dồi bản thân, nâng cao kỹ năng và nắm bắt cơ hội nhé. Ngoài sự phát triển của ngành nghề, cũng có thầy mệnh lý đưa ra dự chắc về vận thế chỉnh thể của cửu vận, cho rằng cửu vận có thể không mấy thái bình. Hy vọng mọi người chuẩn bị trước. Năm trời phạt, thầy mệnh lý học người Hồng Kông, biệt danh Phong Thủy Hào cho biết, 10 năm đầu tiên của cửu vận, tức là từ 2024 đến 2033, được gọi là năm Bính Hỏa. Bính Hỏa là lửa của mặt trời, tính chất cương mãnh. Năm Bính Hỏa sẽ thiêu rụi hết thảy mọi thứ không nên tồn tại trên thế gian. Cái gì thuộc về không nên tồn tại? Phong Thủy Hào nói, những thứ đại gian đại ác, những thứ bất hào, Bính Hỏa nhất định sẽ thanh trừ chúng. Bính Hỏa thiêu cháy những thứ xấu xa này. Bụi bặm đốt cháy ra là sát khí, bao gồm cả những thứ con người có thể nhìn thấy và cả những thứ người ta không thể nhìn thấy. Sát khí này sẽ làm cho người ta sinh bệnh. Sở dĩ bệnh nghiêm trọng như vậy không phải là không có nguyên nhân. Vì vậy, việc dịch bệnh bùng phát trở lại vào cuối năm 2023 có liên quan mật thiết đến nó. Trong 10 năm Bính Hỏa, năm Bính Ngọ 2026 và năm Đinh Mùi 2027 trùng với đại nạn Xích Mã Hồng Dương, tức là đại nạn xảy ra vào những năm ngựa đỏ dê đỏ. Trong lịch sử, trong những năm Xích Mã Hồng Dương ở Trung Quốc thường xảy ra những đại sự, chẳng hạn như thiên tai, động loạn, Hoàng đế băng hà. Năm Bính Ngọ và Đinh Mùi gần đây nhất là năm 1966 và 1967, đó là thời điểm bắt đầu của cuộc cách mạng văn hóa. Trước đây, chúng tôi đã thực hiện một tập về đại nạn Xích Mã Hồng Dương, các bạn quan tâm có thể xem qua. Vì vậy, theo quan điểm của Phong Thủy Hào, Trung Quốc trong 10 năm tới sẽ không được thái bình lắm. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh năm 2024 là một năm đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào?
những cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cổ đại đã từ bát quái suy diễn ra 64 què, mỗi què đối ứng với một niên phân, hay nói cách khác là mỗi năm đều có một què trực niên. Què trực niên của năm 2024 là què phong. Què phong ở bề mặt đại biểu cho thành quả và thu hoạch dồi dào. Nhưng kỳ thực què phong này còn có từng ý tứ sâu hơn. Theo Chu Dịch, phong quái ly hạ chấn thượng, ly tượng trưng cho điện hoặc lửa, chấn tượng trưng cho sấm sét, què tượng là lôi điện giai trí, tức là sấm sét sẽ đến. Khổng Dĩnh Đạt, một nhà nho vĩ đại của triều Đường, giải thích trong sách Chu Dịch Chính Nghĩa, do ông phụ mệnh Đường Thái Tông biên tuyển như sau: lôi giả, thiên chi uy động, điện giả, thiên chi quang huy, lôi điện cùng trí, tắc uy minh bị, túc dĩ vi phong giả. Ý tứ là nói, lôi, sấm, trong què phong là hành động uy nghiêm của thiên thượng, còn tia điện, sét là ánh sáng chói lọi của thiên thượng, sấm oanh chớp giật đại biểu cho sự uy nghiêm và quang minh sẵn có của thiên thượng, đó mới là phong. Vì vậy, phong thủy hào gọi năm 2024 là năm trời phạt, tức là đây là năm trời trừng trị cái ác, phát huy cái thiện. Thiên thời đã đến, con người phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân mình. Phương thức trời phạt chính là ôn dịch. Phong thủy hào cho biết, trên thực tế, ôn dịch chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây, nhưng cũng có lúc khởi lúc phục. Từ góc độ huyền học mà xét, trận dịch cuối năm 2023 không đơn giản phải là một loại virus hay vi khuẩn, mà là bệnh nghiệp chướng hay trời khiển trách. Một số người có thể hỏi, liệu dịch bệnh này có lây lan từ Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông và thậm chí đến các nơi khác trên thế giới không? Phong Thủy Hào tin rằng, lần này trời trừng phạt là có tính toàn thế giới. Nơi nào có người xấu, nơi đó sẽ có trời phạt. Nơi nào nhiều người xấu, nơi đó trời phạt sẽ rất nghiêm khắc. Vậy có cách nào để bình an vượt qua năm trời phạt 2024 và những đại nạn xích mã Hồng Dương sau đó không? Câu trả lời là có. Phong Thủy Hào nhấn mạnh rằng chúng ta phải làm nhiều việc tốt, làm ít việc xấu. Thượng đế muốn trừng phạt cái ác và phát huy cái thiện. Một người tốt làm sao có thể gặp rắc rối trong đại nạn này? Đối với những người bên ngoài Trung Quốc đại lục, Phong Thủy Hào cũng đưa ra lời khuyên, mong mọi người tránh xa tà ác, không kết giao với trục tâm tà ác, như thế mới có thể đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, cửu tử là sao có tính đào hoa, cho nên chuyện tình ái của con người trong vận thế này sẽ thoáng hơn rất nhiều những giai đoạn trước. Con người ta dễ để cảm xúc chi phối hơn, hành động bản năng hơn và cũng không quá đặt nặng những vấn đề về lễ nghĩa như trước. Ngành công nghiệp phục vụ cho những nhu cầu về hẹn hò, mai mối hay tình dục cũng vì xu hướng này mà phát triển theo. Ngoài ra, tính hỏa của sao cửu tử cũng có đặc tính là phân tán. Bởi thế mà tình trạng đô thị hóa có thể cải thiện trong gian đoạn này, mà bắt đầu chúng ta có thể thấy đã xuất hiện những trào lưu bỏ phố về vườn. Các lĩnh vực về bất động sản hay xây dựng cũng sẽ tiếp tục phát triển trong 20 năm này, khi hỏa khí sẽ sinh cho năng lượng thổ phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, trải nghiệm sẽ có rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Khi tính hỏa lên ngôi, những giá trị về tinh thần, cảm xúc con người cũng sẽ được trân trọng hơn. Tất cả những lĩnh vực nhằm phục vụ cảm xúc, trải nghiệm của con người đều được đề cao. Có thể kể đến như văn hóa, nghệ thuật, giải trí, du lịch, ẩm thực, tâm lý học, tôn giáo, tâm linh. Hiện nay, chúng ta cũng đã thấy một loạt sự thanh lọc của giới nghệ thuật qua một loạt các drama từ Trung Quốc tới Việt Nam sẽ là khởi điểm cho một thế hệ mới từ tài năng đến lối sống hoàn toàn khác thế hệ trước đây. Tuy nhiên, trong đại vận hành hòa này, chúng ta cũng rất dễ gặp phải những cuộc khủng hoảng hay chiến tranh trên không gian mạng. Nhất là khi nền kinh tế được chuyển đổi số, một quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu gặp phải những cuộc tấn công vô hình. Chưa kể những bệnh tật liên quan tới mắt, tới tim, tới hệ thần kinh cũng sẽ dễ tàn phá con người hơn trong vận hòa. Con người trong đại vận này cũng sẽ phô trương hơn, bớt kín đáo hơn, bởi vận hòa đại diện cho sự minh bạch tỏ tường. Có lẽ từ người dân cho tới những người có tầm ảnh hưởng cũng sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn. Điều này nếu trong chừng mực thì tốt, nhưng vượt quá giới hạn thì sẽ ngày càng tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội khi mọi mặt sáng tối của đời sống đều được phơi bày. Trong số học, số 9 là con số cực đại. Và đúng theo chu trình thì khi vạn vật phát triển tới cực thịnh thì sẽ dần suy bại để bắt đầu một chu trình mới. Do đó những năm cuối thời kỳ này, có lẽ chiến tranh và dịch bệnh sẽ xảy ra còn kinh khủng hơn giai đoạn vận 8 hiện nay.
con người trong giai đoạn này cũng sẽ có cái tôi lớn hơn, cảm xúc hơn, cũng sẽ cực đoan hơn nữa bởi tính chất của hỏa là bốc lên, và số 9 thì là con số cực đại. Sau giai đoạn này, trật tự thế giới sẽ được viết lại một lần nữa. Vận 9 này là giai đoạn mà xã hội loài người sẽ có nhiều chuyển biến, nhưng cửu tử là sao trung tính, nên chuyển biến tích cực hay tiêu cực hoàn toàn do ý chí của con người trong đại vận này quyết định. Từ bản thân mỗi người đến hệ sinh thái chung quanh ta và hệ sinh thái thượng tầng của xã hội đều sẽ cần thật sự sáng suốt và tỉnh thức để sắp đặt thế giới này phát triển thuận tự nhiên, chứ đừng nên để giới tự nhiên phải mạnh tay với chúng ta như giai đoạn hiện tại. Khi đại vận mà cảm xúc và tinh thần chuẩn bị lên ngôi này, cách tốt nhất là chúng ta hãy tu dưỡng bản thân mình, quản cho thật tốt cái tâm của mình, chăm sóc thân trí mình luôn tích cực và khỏe mạnh, vậy thì mọi sự vô thường cũng sẽ nhẹ nhàng đi qua. Có một câu nói mà tôi rất thích, thế giới này không thuộc về người có tiền, cũng không thuộc về người có quyền, mà thế giới này thuộc về người có tâm. Tâm tốt chuyển càn khôn, hy vọng điều này sẽ trở thành hiện thực trong thời vận mới. Hy vọng rằng mọi người có thể bằng cách này để su cát tị hung, có thể đạt được hạnh phúc và bình an trong hạ nguyên cửu vận và đạt được sự phát triển lâu dài bền vững. Thời lượng phát sóng của chúng tôi đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên ấn like, share, comment và subscribe để nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!